Sáng ngày 2 tháng 9, Đại sứ quán cùng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Singapore đã trang trọng tổ chức lễ dân hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên bảo tàng các nền văn minh châu Á. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Mai Phước Dũng đã ôn lại lịch sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc và tấm gương sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người được UNESCO tôn vinh là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Đại sứ Mai Phước Dũng căn dặn cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại địa bàn cần tiếp tục phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên mỗi cương vị công tác cần luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ tốt nhất lợi ích quốc gia dân tộc, đồng thời thúc đẩy quan hệ hữu nghị tốt đẹp với nước sở tại. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hai lần tới Singapore vào tháng 3 năm 1930 và vào tháng 1 năm 1933. Bức tượng cùng với bia tưởng niệm người được Ủy ban Di sản Quốc gia Singapore đặt tại Bảo tàng các nền văn minh châu Á thể hiện tình cảm mến yêu Việt Nam và tôn vinh một trong những nhân vật vĩ đại nước ngoài từng đặt chân tới Singapore.